thôi. Đây là cái thịt con đà điểu hồi sáng mình mua nha. Tổng cộng là như 35 đồng á. Nè, giống thịt bò dễ sợ. Ăn thử coi ngon ngon nha. Ngon. Nói thiệt nha. Thiệt. Trời ơi ngon. Thiệt nha. Rất là dai. Quá ngon. Nè. Ngon quá. Ngon lắm bạn ơi. Nè, ăn thử nè. Ngon. Trời ơi, ngon lắm bạn các bạn ơi. Ngon. Y như thịt bò vậy á. Thấy không? Quá ngon, ngon, ngon quá, ngon quá. Chứ biết em đây cho nó ăn à. Ngon quá. Rất là ngon các bạn. Bây giờ biết nè, rất là dai nha. Cái thịt nó rất là dai, y như thịt bò vậy á. Nếu mà ăn mà mình nói thịt bò chứ con không biết đâu nè. Bây giờ phải lạng cái da ở ngoài ra nướng không ta? Nu, để lừa ai cũng nướng dai thì cũng ngon. Ngon quá, em có ướp không vậy? Sao ngon vậy? Trời có chứ. Quá ngon. Thôi ăn đi nha. Mình cái này là mình nói thiệt nha, khi mà bạn còn răng á thì ăn đi, tại nó rất là dai, dai mà ngon, giống như gà của Việt Nam vậy đó. Bây giờ á còn răng ăn, ai mà có cơ hội ăn thì cho biết, cái đựng đại mà đến lúc mà mất hết răng rồi lúc đó ăn không được đâu. Còn răng đâu nha, còn nhớ không có răng đâu. Ngon lắm bạn ơi, ngon. À. Nhớ chỗ mình là giới thiệu không, có đi ngang ghé mua nha, ngon quá. À. Cái miếng thịt nó y như thịt bò vậy mà dai quá ha. Dai dễ sợ luôn à. Ngon quá. Oh man. Mình biết chỗ rồi đó, cái mốt mình ghé mình sẽ mua hoài. Cho lâu mình ăn thử ăn. Tại lúc còn răng nên ăn nhiều nhiều đi. Lúc mà hết răng á lúc hút cháo với uống sữa không à. Nhìn thấy dai quá vậy. Chắc cả 10 năm nữa mấy bạn, lúc là mình không còn mà. Không thấy dai nhưng mà cắt mỏng là ngon. Rè rất là ngon. Thấy không? Ngon mà nó thịt nó không có bị khô quá. Đúng không? Nó bị bở á. Nó là giống như thịt gà mà. Y như thịt gà. Nó là giống như mình nói là giống như con thịt con gà tre á. Con gà tre mà pha với con thịt bồi á. Nhìn nó giống bò. Nhìn nó giống thịt bò ha. Nhìn nếu mà nhìn như vậy thì mình không có biết là thịt gà đẻo đâu. Nhìn giống như là thịt bò vậy á. Rất là dai, là ngon. Nhưng mà mình nghĩ cái này nghĩ rất rosemary lên nữa ngon. Dạ, mình nghĩ cái này Mỹ Trắng không thích ăn đâu, tại vì Mỹ Ấn không có thích ăn đồ mà dai, còn mình Việt Nam châu Á mình thích ăn đồ dai thì cái này rất là ngon. Ngon quá bạn ơi. Ốc nha, trời đặc biệt ốc nha, mua ở chợ ly nè, ăn như ốc cà lẩu, mà cái ốc quán ốc lẩu nổi tiếng bên Cali á, mình ăn hoài. Bây giờ mình ăn thấy mình mua ở chợ ly, chợ ở chợ Việt Nam về mình nấu lên y chang luôn à. Nghĩ dù khi nó mua ở đây, mua ở trong chợ đem ra bán quá. Sợ mình ngon lắm. Ngon lắm. Mình ăn hết năm nay thôi nha. Còn mấy ngày nữa là mình không ăn nữa, để mình quyết tâm mình phải giảm cân. Cái đó là mục tiêu của mình á. À, ngon quá. Giảm ngon không? Giảm không? Giảm, ngon bò ngon quá à. Ba miếng. Ủa có ba miếng hả em? Rồi được em. Ba nha. Hãy giúp sao nha, ngon quá.